Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Hôm nay thứ ba 28 tháng 3 năm 2023. Giờ đây con mời tất cả cộng đoàn chúng ta cùng nhau lắng nghe tin mừng và chia sẻ tin mừng, chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay. Chúng ta cùng lắng nghe tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi các ông không thể đến được." Người Do Thái mới nói: "Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói nơi tôi đi các ông không thể đến được?" Người bảo họ: "Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết." Họ liền hỏi người: "Ông là ai?" Đức Giêsu đáp: "Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật, còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói." Họ không hiểu là Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: "Khi các ông dâng cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình mà làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người." Khi Đức Giêsu nói thế thì có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm qua. Đó là câu chuyện người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và những người lãnh đạo Do Thái đã lôi bà ta ra giữa đám đông, chắc chắn là nhục nhã lắm. Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà con nhiều khi con cứ nhủ với lòng mình đấy. Mình có những cái yếu đuối rồi mình cũng không có quyết tâm từ bỏ. Thế thì bây giờ thì Chúa cũng chẳng vui gì, Chúa cũng rất là buồn khi chúng ta cứ là ở trong cái tội lỗi đó. Rồi đến một ngày nào đó thì Chúa để cho cái tội của chúng ta nó lộ ra, để cho chúng ta sám hối thôi chứ không có gì cả. Nếu như tội lỗi của chúng ta, ví dụ như một người ngoại tình mà cứ dấm dúi ngoại tình, rồi có một ngày Chúa cũng sẽ làm cho nó lộ ra như vậy, cho quê hết cả làng, cho xấu hổ, để chúng ta có thể từ bỏ được. Thế thì thôi thì trước khi mà lâm vào cái cảnh xấu hổ như thế thì chúng ta tóm lại là việc tốt thì chúng ta làm, việc xấu thì cố gắng từ bỏ. Chúa Giêsu nói với tất cả những người lãnh đạo Do Thái rằng là: "Ai trong các ông sạch tội thì ném đá người này đi." Chúa cũng rất buồn khi chúng ta phạm tội, nhưng Chúa không kết án, bởi vì Chúa muốn chúng ta được sống. Và Chúa cũng không muốn chúng ta kết án nhau, vì chúng ta đều là tội nhân. Quan điểm của Chúa Giêsu là thế nào? Thầy không lên án chị đâu, chị về và đừng phạm tội nữa. Quan điểm của Chúa Giêsu là không kết án chúng ta dù chúng ta là tội lỗi, mà Chúa chỉ muốn chúng ta là tránh tội, đừng có phạm tội nữa. Thế thì chúng ta nài xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng con, đặc biệt trong mùa Trái Thánh này, chúng con đừng phạm tội nữa, cố gắng làm nhiều việc lành. Rồi chúng ta đi vào tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi và các ông sẽ mang tội mình mà chết." Đức Giêsu ám chỉ đến việc Chúa Giêsu đi vào cái chết. Thế thì Chúa Giêsu nói rằng là bây giờ thì nếu các ông kết án tôi ra đi, thì các ông sẽ mang tội nơi mình mà chết. Chúa cũng biết chúng ta phạm tội, Chúa biết. Và Chúa cũng tìm mọi cách để cho chúng ta đừng phạm tội. Và có lẽ là cái tội lớn nhất là cái tội không tin vào Chúa Giêsu. Khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu thì chúng ta cũng sẽ yêu mến người và thực thi lời người, thì cũng tránh được tội lỗi. Thế thì Chúa nói với những người Do Thái rằng là nếu các ông kết án tôi sẽ chết, nhưng các ông sẽ mang tội nơi mình. Người Do Thái mới nói: "Ông ấy tự tử hay sao mà lại nói nơi tôi đi các ông không thể đến được?" Thật sự thì đấy, cứ ông nói gà bà nói vịt ấy. Chúa thì Chúa nói về sự công chính, Chúa nói về Chúa Cha, Chúa nói về con đường sắp tới mà Chúa Giêsu phải chịu nhiều đau khổ. Nhưng mà chúng ta, những người Do Thái thì lại không hiểu. Đối với cá nhân con, lúc nào thì con cũng phải cầu nguyện rằng: "Chúa ơi, xin cho con hiểu ý Chúa. Đừng để cho con hiểu theo kiểu của người phàm, xin cho con hiểu ý Chúa." Nhất là những cái lúc khó khăn nha. Đặc biệt những cái lúc khó khăn là những lúc mà chúng ta dễ tìm kiếm ý Chúa lắm. Khi chúng ta gặp một cái khó khăn, chúng ta cứ cầu nguyện đi.
Rồi chúng ta sẽ thấy là cái điều gì nó xảy ra nó càng khác với ý mình thì có thể là gần với ý của Chúa. Lạy Chúa, xin cho con hiểu ý Chúa, xin cho con biết nhận ra thánh ý của Chúa. Chúa Giêsu nói về cái chết mà Chúa Giêsu sắp phải chịu, mà Chúa nói rằng nếu các ông mà không tin vào tôi, các ông kết án tôi chết, nhưng các ông sẽ mang tội nơi mình. Thế thì người ta lại bảo rằng là ông ấy tự tử hay sao đấy. Điều này cho thấy rằng ý con người và ý Chúa nó khác nhau. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta cứ mỗi ngày cố gắng trong tất cả mọi công việc, nhất là những lúc khó khăn, thì chúng ta cứ nhẩm nói lạy Chúa, xin cho con nhận ra ý Chúa, đừng để con buồn phiền hay là suy xét theo ý của con. Đức Giêsu bảo họ: các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian, còn tôi không thuộc về thế gian này. Chúa Giêsu nói cũng rất là rõ, các ông là những người trần gian, suy nghĩ theo kiểu trần gian, còn tôi thuộc về trời, tôi suy nghĩ và làm theo thánh ý của Chúa Cha. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Tức là Chúa Giêsu ám chỉ rằng nếu các ông không tin tôi, nếu các ông không chấp nhận tôi, nếu các ông kết án tôi thì các ông sẽ mang tội. Như con đã nói đó, cái tội lớn nhất là cái tội không tin vào Chúa Giêsu, không tin vào Chúa Giêsu. Nên là chúng ta cố gắng lắng nghe lời Chúa Giêsu mỗi ngày, lắng nghe lời Chúa Giêsu mỗi ngày để chúng ta có thể yêu mến và tin vào Ngài. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hàng hữu này, Chúa Giêsu nói rõ luôn này, nếu các ông không tin tôi, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Không tin thì sẽ là tội, cái tội lớn nhất là cái tội không tin vào Chúa. Hoàn toàn, họ liền hỏi: người ông là ai? Đức Giêsu đáp: hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông, tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán. Chúa Giêsu nói: tôi thuộc thượng giới, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu. Đấy là những điều mà Chúa Giêsu mặc khải cho tất cả những người mà đang gọi là nghi ngờ hay là chống đối hay là không tin vào Chúa. Chúa Giêsu thuộc về trời, thuộc về Chúa Cha. Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, Chúa Giêsu là đấng hằng hữu. Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông, tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật, còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Chúa Giêsu nói là tôi còn nhiều điều mà để xét đoán các ông, nhưng mà thôi, tôi làm theo ý của Chúa Cha. Và chắc chắn ý của Chúa Cha là Đức Giêsu phải mang lấy tội lỗi của con người. Chúa Giêsu không được kết án con người, Chúa Giêsu mang lấy tội con người. Chúng ta có những lúc cầu nguyện thì chúng ta phải nhẩm cái điều này, rằng Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta và mang lấy tội lỗi của chúng ta và chết thay cho chúng ta. Đức Giêsu đã yêu thương chúng ta, mang lấy tội lỗi chúng ta và chết thay cho chúng ta. Hôm nay Chúa Giêsu nói rất là rõ, tôi còn nhiều điều mà có thể là kết án các ông, nhưng mà tôi làm theo ý của Chúa Cha. Và chắc chắn ý của Chúa Cha là Đức Giêsu không được kết án con người. Chúa Giêsu phải yêu, phải mang lấy tội và chết thay cho con người. Tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông, nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật, còn tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu là Đức Giêsu nói về Chúa Cha. Người bảo họ: khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu. Chúa Giêsu nói thẳng luôn, khi các ông dương cao con người, tức là khi các ông đóng đinh tôi vào thập giá, thì cũng là lúc tôi chiến thắng sự chết. Thật sự thì nó cũng rất là khó hiểu. Đức Giêsu chết, cái giờ Chúa Giêsu chết cũng là giờ Chúa Giêsu sống lại, đi vào vinh quang. Thế thì chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cần phải có một cái kinh nghiệm chết đi nha. Chết đi, cần phải có một kinh nghiệm chết đi. Đối với cá nhân con thì con cũng phải tập chết đi vì cái ý muốn, cái ý muốn của mình. Con thật sự thì con cũng có nhiều cái ý muốn mà cứ bình thường thì xem ra nó cũng là những cái ý tốt. Còn ví dụ như cụ thể đi, cái chuyện mà thực thi lòng bác ái đi, thực thi lòng bác ái giúp chỗ này giúp chỗ kia. Thế nhưng mà giả như đi đến một cái nơi nào đó mà người ta không cho mình làm bác ái, thế thì chúng ta cũng tập chết đi, tức là ý của con muốn như thế nhưng mà bây giờ không được, thì con chết đi cái ý muốn đó. Chết đi cái ý muốn đó, con ra về và con thấy rằng con không làm được. Chết đi. Thế thì Chúa Giêsu nói rằng khi các ông dâng cao con người lên, các ông sẽ thấy rằng tôi hằng hữu. Đức Giêsu chết thay cho con người thì cũng là Đức Giêsu sống lại. Chính khi Đức Giêsu sẵn sàng chết thay cho con người thì Ngài là đấng công chính, Chúa Cha sẽ phục sinh Ngài. Đấng đã sai tôi, chính khi các ông dâng cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu.
Chúng ta cứ nhìn vào thập giá, nhìn vào thập giá, nhìn vào cái chết của Chúa Giêsu để thấy sự sống lại. Thì cái này con nghĩ nó cũng phải tập dữ lắm. Cái lúc mà ông anh ruột của con ông hấp hối á, ông hấp hối, ông thở giống như kiểu thở hắt ra vậy đó, thì con cũng cứ vừa đọc kinh con nhìn vào anh ấy, thì con cũng nói rằng lạy Chúa, xin cho con thấy được sự sống lại từ cái chết này. Xin cho con thấy được sự sống lại từ cái chết này. Thật sự thì thấy theo cái kiểu mà con người thì nó không rõ, nhưng mà sau cái chết thì nó cũng có nhiều cái hình ảnh của sự sống nha. Con kể cái chuyện mà ông anh của con nha. Ông anh của con là ông anh lớn trong gia đình đó, thì con và em con đi tu rồi, mấy hai anh em kia thì cũng nghèo. Thế thì anh lớn thì anh cũng có lòng, anh cũng lo lắng cho bố cho mẹ. Thế thì con cũng vui lắm. Mỗi lần Tết về quê thì con cũng vẫn động viên anh là thôi thì anh cố gắng lo cho cha mẹ thay cho chúng em. Chúng em vẫn luôn luôn là cầu nguyện cho anh để anh lo việc đấy. Đúng một cách anh bị ung thư. Mà ung thư chỉ trong 2 tháng rưỡi là anh ấy mất. Thế thì là lúc mà anh ấy đau bệnh như vậy đó, thì cũng cứ bình thường thì mình cũng nghĩ là chỉ có phép màu thì anh ấy mới sống được thôi. Thì con có một ông anh ruột, ông nghèo ơi là nghèo, nghèo sơ nghèo xác vậy, chẳng có nhà có cửa cứ. Thế thì con mới nói với anh là anh á, anh Hải, cái anh mà anh mất tên là anh Hải. Anh Hải á, anh đau bệnh, anh cũng rất là tốt, anh đau bệnh. Bây giờ anh qua đó anh chăm đi, chăm sóc cho anh Hải đi. Rồi khi anh Hải anh chết á, anh về với Chúa thì anh sẽ chúc lành, anh sẽ cầu thay nguyện giúp, anh sẽ ban ơn cho anh. Mà con thấy là phép màu luôn nha. Khi ông anh của con, thế là ông anh kế con, ông nghèo á, ông cũng nghe lời con, ông qua ông chăm ông kia là 2 tháng rưỡi, chăm sóc cho anh 2 tháng rưỡi. Thế là khi anh mất thế là cũng lo mai táng đầy đủ xong, lo mai táng đầy đủ xong, đúng 100 ngày, một cái phép màu nó xảy ra. Có một cái anh công an nha, anh công an, anh ở ngoài huyện. Thế thì anh đại khái anh thăng quan tiến chức, thế là anh đi lên huyện anh làm việc. Thế là anh thấy cái ông anh của con này, anh bảo là mày đi qua mày ở nhà tao đi, khi nào mày có tiền thì mày trả cũng được. Bây giờ tao có việc lớn hơn này, tao lên huyện tao ở rồi. Mày cứ đi bán bánh mì không, mày nghỉ thôi, mày qua mày cứ ở đi rồi. Mỗi tháng mày gửi cho tao một chút. Thế là ông sang hết giấy tờ cho ông anh của con nha. Rồi mỗi tháng gửi cho mấy triệu, mỗi tháng gửi cả mấy năm trời mới hết. Thế thì đấy cũng là một cái dấu chỉ để cho thấy rằng chính khi chết là khi sống. Thế thì khi ông anh của con ống hấp hối, con cứ cầu nguyện Chúa ơi xin cho con thấy sự sống. Thế thì mình cũng không thấy theo cái kiểu tự nhiên của loài người. Thế nhưng mà mình thấy rằng là cái người thân của mình chết đi, nhưng mà thật sự họ vẫn đang làm. Và họ còn làm nhiều hơn nữa nha. Họ làm cho anh cho em đó, nhiều lắm. Nên là con cũng hay khấn với anh ấy lắm. Trong cái dòng của con thì có một cha nói rằng là ví dụ như Thánh Martino đi. Khi còn sống cha yêu thương người nghèo. Thì khi chết á, nếu như khi còn sống cha chỉ lo cho được 100 người nghèo thôi, thì cha có lòng cha. Thầy Thánh Martino là thầy Martino đó, khi còn sống chỉ lo được 100 gia đình nghèo, thì khi chết thầy có thể lo được cả ngàn người, những người tốt lành. Chính khi chết là khi sống. Thì Chúa Giêsu nói là khi các ông dương cao con người lên khỏi thập giá, lên trên thập giá đó, thì các ông sẽ biết rằng tôi hàng hữu. Thế thì đây là một cái kinh nghiệm đức tin nha. Xin cho chúng ta, nhất là nếu chúng ta đi thăm viếng những cái người nghèo, những người hấp hối, thì nhìn vào cái chết của họ để chúng ta thấy được sự sống. Rồi mai đây, khi chúng ta hấp hối trên giường bệnh, chúng ta cũng thấy được sự sống. Chúa Giêsu nói chính khi các ông kết án và đóng đinh tôi trên thập giá, các ông sẽ thấy rằng tôi hằng hữu. Và biết rằng tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha dạy tôi thế nào thì tôi làm như vậy. Thế thì chúng ta cũng cố gắng, Chúa dạy như thế nào thì làm như vậy. Chúa dạy như thế nào thì làm như vậy. Chúng ta là những người được dạy dỗ, không phải là những đứa con mất dạy, không được dạy dỗ. Chúng ta là những người được Chúa dạy dỗ hàng ngày. Vì thế ông bà và anh chị em cố gắng nghe cha Hùng giảng nha. Chúng ta là những người được dạy dỗ, có ăn có học đàng hoàng, được Chúa dạy dỗ hàng ngày, ngày nào cũng được lời Chúa dạy dỗ. Thì Chúa Giêsu nói rằng là tôi không tự mình tôi làm, mà Chúa Cha dạy tôi thế nào thì tôi làm như vậy. Thì chúng ta cũng vậy. Cứ Chúa dạy thế nào chúng ta làm như thế, thì chúng ta cũng sẽ có được một cái kinh nghiệm đức tin là chính khi chết là khi sống. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi, Chúa vẫn ở với chúng ta, người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Nếu chúng ta cứ làm những cái việc Chúa dạy thì chúng ta sẽ cảm nhận được Chúa ở với chúng ta. Cố gắng tập làm những điều Chúa dạy. Khi Đức Giêsu nói như thế thì có nhiều kẻ đã tin vào người.
Lời Chúa ngày hôm nay hơi khó hiểu, nhưng mà chúng ta nghe đi nghe lại thì chúng ta cũng sẽ thấy Đức Giêsu ám chỉ đến cái giờ chết của Chúa. Nhưng mà cái giờ chết của Chúa, thứ nhất, Chúa Giêsu đi vào cái chết là Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đi vào cái chết cũng là lúc Chúa Giêsu đi vào sự sống đời đời. Xin cho chúng ta học nơi Chúa Giêsu, Chúa dạy cái gì cứ làm như thế. Chúng ta cũng sẽ có sức mạnh để cùng chịu đau khổ với Đức Giêsu, cùng chết với Đức Giêsu, và chúng ta cũng sẽ thấy được sự sống lại từ cái chết, thấy được sự sống lại từ cái chết. Tin mừng của Thánh Gioan thì nó cũng hơi khó hiểu. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ đọc từ từ, cứ nghe từ từ để chúng ta sẽ hiểu. Kính thưa cộng đoàn, từ hôm qua đến nay thì con cũng nhận được một số tiền ông bà anh chị em mỗi người gửi 50.000, 100.000 như vậy, thì con sẽ gom lại để sớm nhất có thể thì con sẽ làm cái máy nước cho bà con nghèo ở bên Campuchia. Con cũng báo đến tất cả quý ông bà và anh chị em như vậy ha. Rồi ngoài ra thì trong mùa chay thánh này thì con sẽ làm bác ái nhiều hơn từ những sự đóng góp của quý ông bà và anh chị em. Thứ tư tuần sau con sẽ qua Campuchia để giảng tĩnh tâm giải tội và cử hành tam nhật thánh cho ông bà và anh chị em bên đó. Xin cộng đoàn cũng hiệp ý với con, và con không bao giờ quên trong tất cả các thánh lễ và giờ kinh luôn luôn cầu nguyện cho ông bà và anh chị em, để chúng ta nghe được lời Chúa mỗi ngày, được Chúa dạy dỗ mỗi ngày, để chúng ta yêu mến Chúa và tin vào Chúa. Khi chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta sống công chính. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.